Hiện nay hoạt động phát hành sách giả trên mạng diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn thủ đoạn của các đối tượng. Để truy vết được các trang web trên mạng bán sách giả là không hề dễ dàng và chưa đơn vị nào làm được. Nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán sách giả, Công an thành phố Hà Nội và các đội liên ngành phòng chống in lậu đã triển khai các phương án tập trung trinh sát, phát hiện, làm rõ toàn bộ quy mô, phương thức thủ đoạn của một đường dây chuyên sản xuất sách giả, sau đó giao bán trên mạng. Đây được coi là cơ sở để lực lượng chức năng triển khai đấu tranh xử lý nghiêm với hành vi gian lận đặc biệt nghiêm trọng này. Vốn xuất thân từ một người buôn bán sách cũ, nhận thấy nhu cầu và lợi nhuận béo bở từ việc mua bán sách giả, nên tháng 10 năm 2020, Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã cùng với Phan Thành Long, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Phú Thọ, và Đinh Văn Thịnh, sinh năm 1993, trú tại huyện Quốc Oai, đầu tư kho xưởng, mua máy móc về để sản xuất, đóng gói sách giả để bán cho khách hàng. Để phục vụ cho việc sản xuất, đóng gói, mua bán sách giả, nhóm đối tượng đã đầu tư mua số lượng lớn máy photocopy, máy in, máy cắt, máy vào bìa với số tiền gần 2 tỷ đồng và thuê khoảng 20 nhân viên để phục vụ việc sản xuất, buôn bán sách giả. Trung bình một ngày em bán từ 200 đến 400 cuốn sách. Ví dụ như một cuốn sách từ nhà xuất bản khoảng giá bìa là 50.000 ấy, thì em sản xuất hết khoảng tầm từ 13 đến 15.000. Thì bán chỉ có lợi nhuận thì theo các cuốn cứ dao động tiền lợi nhuận là từ 1 đến 5.000. Tiền thì bọn em có file. Bọn em gửi file được photo ra. Photo thì xong thì bọn em sẽ gia công, cắt và dán bìa. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm kho hàng cũng như nơi sản xuất. Mặt khác, sử dụng mạng xã hội làm nơi kinh doanh chính để bán sách. Sau khi khách đặt hàng, sách sẽ được chuyển phát nhanh đến cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát hoặc khách hàng tự đặt vận chuyển qua app. Việc thanh toán sẽ được khách chuyển tiền mặt qua người vận chuyển hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Đạt. Đây là thủ đoạn tinh vi khiến việc truy vết cũng như phát hiện của lực lượng chức năng gặp khó khăn. Trong quá trình điều tra, vướng mắc khó khăn nhất là cái việc là các đối tượng là thường bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng. Thứ hai là có cái trao đổi với nhau bằng một khoa đều cái ám tín hiệu, như chẳng hạn là khi có hàng về thì các chúng là thường phân công người canh gác đấy, hoặc đi dọc đường để xem là có ai đi theo hay không. Cái thứ ba là chúng sẽ quay gòn và đưa về một số các huyện ở xa thì để tránh cái việc sự phát hiện của các đơn vị chức năng. Sau gần 2 tháng trinh sát bám địa bàn, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 8 địa điểm tại các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và Cầu Giấy, thu giữ khoảng 100 tấn sách với hơn 400 đầu sách cùng các máy móc vật tư liên quan. Nhóm Đạt, Thịnh, Long đã tổ chức sản xuất, in ấn, đóng gói và buôn bán số lượng lớn sách của nhiều nhà xuất bản khác nhau mà không có bản quyền xuất bản, không có hợp đồng liên kết xuất bản, in ấn và không có giấy phép hoạt động in ấn theo quy định. Cái vụ án này thì là từ trước đến nay là lớn nhất của kể cả toàn quốc đến cho đến bây giờ. Và cái liên quan thì tất cả đến rất nhiều các nhà xuất bản đã bị các đối tượng này sử dụng để lấy cái sách của nhà xuất bản đã in ra để bán trên thị trường. Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tiến Đạt, Phan Thành Long, Đinh Văn Thịnh để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.